Lãnh Thanh, tôi không muốn dính tới nam em. Trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, diễn viên Lãnh Thanh bày tỏ mong muốn không thêm tên tuổi của tôi vào bất cứ bài viết nào dính tới nam em, dù cho với mục đích gì. Lãnh Thanh chia sẻ trong bài viết tôi có thể là một kẻ nóng tình thẳng thắn, nhây và thích cái đẹp, hoặc là nhân vật phản diện thông qua lời kể của ai đó mà tôi không quen biết. Tuy nhiên có những sự thật không phải từ một phía kể hay đến từ một cái giật tít nào đó. Lãnh Thanh cho hay trong 8 năm năm tiến lập nghiệp, anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều người xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định chưa từng phải bám vào người khác để đi lên hay đạp người ở dưới để đi tới. Sau phim Thưa Mẹ, con đi nói, không cần tạo chiêu trò với người yêu trong showbiz để thu hút sự chú ý. Mọi việc và dự án tôi tham gia đều dựa trên lợi ích chung và giá trị cá nhân mang lại cho mỗi sản phẩm, tổ chức, anh nêu quan điểm. Lãnh Thanh khẳng định sẽ không bao giờ làm trò bẩn thỉu để hạ thấp một cô gái mà quả thực tôi cũng chẳng biết là ai nếu không tham gia game show thực tế năm đó. Cuối bài viết diễn viên Triển X bày tỏ, thật lòng rất đắn đo để nói ra điều trên. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị, các tổ chức cá nhân đã tôn trọng và lắng nghe mình và cho mình cơ hội để trở thành một nghệ sĩ chân chính. Nam em và Lãnh Thanh bèn duyên khi cùng tham gia chương trình hẹn hò thực tế vô lăng tình yêu. Trong sâu người đẹp quê tiền giang mạnh dạn bày tỏ tình cảm, chủ động tấn công nam diễn viên điển trai. Khi xuất hiện ngoài đời, cả hai cũng dành cho nhau những cử chỉ tình tử và được ủng hộ thành đôi. Tuy nhiên được một thời gian lạnh thanh nên tiếng xác nhận cả hai chỉ là bạn bè. Anh viết, tôi và nam em có cuộc sống khác nhau và hai hướng đi hoàn toàn khác biệt. Do đó dù cả hai từng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc hay có rất nhiều thời khắc vui tươi và kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay, thì điều mà tôi phải khẳng định lúc này là chúng tôi đã dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải tình yêu.